Vâng bác, hôm nay mình trong team Phen Phen lại tiếp tục đi tặng quà cho em nhỏ khuyết tật. Em nhỏ khuyết tật đây là có một mạnh thường quân đã gửi cho em một chiếc xe lăn, và mình với bạn Phen sẽ trao chiếc xe lăn này đến cho bạn ấy. Đâu? Đây. Đây anh bê bê gạo đấy. Gạo này của bạn ấy luôn đúng không? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh. Ôi trời. Cho khu con trong này mày. Cù khuyết tật. Sữa này trong cái đóng này nữa đi. Mình cùng bạn Phen Phen sẽ đi trao quà cho em nhỏ bị khuyết tật. Thì vào sẽ vào thì đóng cửa. Các con nó sao rồi? Xóm đi gọi về. Nương là nương tận trên đỉnh nhưng ôi, làm nhà làm nương tận trên đấy á? Đi trên đấy á? Về chưa? Em về chưa? Mình đứng đây đợi à? Đồ quá. Em cầm tiền của anh ra lại, ra đầu ngõ mua kẹo bánh tiếp. Nhiều trẻ con nhỉ. Béo thì chắc hộ anh hai ba gạo này. Nặng quá. Cầm một anh. Đây. Để anh nha. Em cầm cho cái đấy đó. Ăn cơm. Cái này là cái bàn ăn cơm. Đi vào nhà đi. Ui giời. Đây. Mang lên trên này luôn không? Sân này nó làm sao đi được? Ừ. Con làm thế. Đi. Nặng hết đấy xe này. Đây. Ngồi trong nhà. Đi hơi khó. Này đi xuống bậc thang cái thứ này hơi khó nhỉ. Thế bố em ở đâu rồi? Bố đi. Em gọi bố về chưa? À đấy à? Em đã đi bố về. Ừ, thế em gọi bố về đi. Gọi bố về đi. Con đợi tí nha. Anh chờ tí nha. Alo. Vâng. Vâng đúng ạ. Em đang ở nhà cháu rồi. Nào nó chết thì nó
Đây bọn em có quay cả cái lại mà, quay clip các thứ lại mà. Đây em đang ở nhà các em bây giờ. Đang chờ bố nó về vì là đang đi ruộng. À đang đi nương. Có mì tôm gạo với cả hơn 1 triệu đấy. Chú vào. Không. À, bên thị trấn vào để họ xin một ít hình ảnh các thứ. À, đây bố đây à? Bố đây không? Đúng rồi. Đúng. À đây ông Tuấn đây à? Thắng với ai vào? Thắng với Lộc. Đây bố đi làm về rồi này. Bố đi làm về. Không biết. Hả? Có kênh YouTube. Chú nha. Chú là chú nha. Chào gặp lại chú. Mất tay. Không sao. Đây cháu bảo này, cái xe lăn này thì là đây, bọn cháu có cái xe lăn. Xe lăn này do anh Hân. Anh Ngô Minh Hân. Anh Hân gì nhỉ? Anh Hân xin lỗi, bác Hân, Tuấn Hân, Đỗ Tiến Hân. Đó, đã ở Hà Nam. Đây là gửi cho cái xe này đây. Và gửi cho thêm 500.000. Gửi 1 triệu nhưng mà cho cái xe 500.000 thì buổi sáng cái xe đã bánh kẹo rồi. Anh còn 500.000 nữa. Và một cô giấu tên gửi cho 500.000 nữa. Và anh Đài ở Bắc Ninh cũng gửi 500.000 nữa. Thì cái xe này bây giờ cái xe này là cho con. Cho con để con đi lại ở quanh đường này, cũng phải đi. Đây, cái xe này ai sử dụng xe này thì để ra dây và chỉ bảo nhỉ. Cho em lên. Cho em lên ngồi thử xem. Hai một trong số đó rồi. Ồ hai một đấy. Ở trong này rồi. Đấy. 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 Đấy vào. Nó là lúc à, cái này là cái đai bảo vệ, thế là phải ngồi vào. Có chân to nó. Bảo bố là đằng sau đẩy. Đấy. Đấy. Đẩy cho em đi. Chú đẩy đi. Đẩy thử đấy. Hai tay ở trên ấy. Đấy, hai tay đấy. Đấy, đi chơi. Quay lại đấy, nó nhẹ mà chú. Nó nhẹ không mà. Đây là khóa vào. Em đấy bảo chú khóa vào đấy. Lúc nào là khóa vào. Là đứng im, nó không dừng lại. Là khóa lốp là nó không. Cái này nhấc em Huy là nhấc cái này đây, nhấc cao lên này để cho em đấy, cái này lớn lên thì chân nó sẽ ngắn hơn. Ăn cơm cái này để cái bàn này để cái gì đấy. Cái đấy là để cái này lên để cho con ăn cơm này. Đây. Cái này là để nó mỏ nhá. Để gần vào cũng được mà, để vào đấy, để gần sát nữa. Cái này làm cái như kiểu thay cái luôn nhỉ. Anh ơi. Vâng. Chú đưa cả em vào trong đây đã. À, mình đây chú, ngoài cái xe lăn thì bọn cháu còn có đây nữa này. Gạo đây. Còn có gạo với lại một ít. Vâng. Đấy, từ đã. Cho cháu vào đây. Ô không. Chị Hào à? Đây. Cháu bảo nhá, đây là gạo này, có 2 thùng gạo này, 2 thùng mì này. Dạ đây. Đây là của cô, một cô giấu tên ở Hà Nội, ở Tây Hồ. Vâng. Đây nhận đây. Vâng. Chú. Không có gì đâu chú ạ. Cái này là của chiên con. Vâng. Cái này là của bạn Khen Khen. Đấy là của con. Còn đây là bánh kẹo của Khen Khen, là chia hết cho hàng xóm. Chia hết cho các em. Nó tha. Một phát nữa. Đây nữa.
có cái này ấy, thì là 500.000 này là của cái anh mà mua, anh cũng có mua xe lăn anh Hân đấy đấy, cho cái xe lăn này và cho thêm 500.000 này nữa. Đây là của anh Hân. Vâng, còn dạ vâng, còn cái này là của anh Đài. Anh Đài ở Bắc Linh. Anh Đài ở Bắc Linh gửi cho con. Cái tiền này là để tiết kiệm nhá. Để tiết kiệm là cho con để thi thoảng mua thi thoảng chú mua sữa, mua đồ ăn này cho bạn cháu. Bạn cháu rất thông minh. Rất thương thằng này. Còn con cháu nào chưa có bánh kẹo không? Thông minh. Ai còn ăn đi rồi. Ở đây là thứ nhất là kem rồi. Con có thích không? Anh Ngân, hỏi con là con có thích không? Vui vẻ nhiều đi nhỉ? Có thích không con? Nhiều lúc xe đi gì nhỉ? Ở cái này tay em có dùng được không? Tay có khỏe không? Nếu mà tay khỏe là tự đẩy được đi đấy. Tay nào? Tay em có dùng được không? Tay á? Vâng. Mở cái em cái xe này nó tác dụng là một cái bàn ăn luôn. Đúng rồi. Đấy, đẩy được đi mà nếu em lăn được không? Lăn được không? Mở bên kia ra nữa. Chẳng là em mở bên kia. Ăn uống chú cho em ngồi trên này cũng được. Không phải ngồi. Đây là lăn ở đây này. Đây cần ở đây lăn đi là được. Ở đây bánh này, bánh cầm ở đây không cầm. Đấy cầm đây, cầm đấy, cầm tay này, đấy. Ăn kem thích rồi, mát. Kia là anh à? Đây là toàn là các bạn bằng tuổi đấy nhở? Cái này đẩy dễ thôi mà, đẩy đi đẩy về. Thích không con? Thích không? Cười thế nào? Lúa. Cười thế nào? Lúa. Cười thế nào? Lúa ạ. Vẫn con cười thế nào? Cười thế nào? Lúa mà. Lúa ạ. Thì là thật quá lúa ạ. Cười nào? Cười nào? Lúa ạ. Cười nào? Cười nào? Có lúa ạ. Cười rồi. Đấy chú ạ, cứ cho em ngồi trên này kìa, lúc ăn ấy. Ăn nhất thì ngồi đây thì em có tựa luôn. Nó ăn được mà, hôm nay mọi lần nó cầm ăn này. Năm ạ? Ăn được đấy. Bình thường nó ăn được không chú? Ăn được. Ăn được, bằng mình bóc ra là ăn được. Những cái này cầm được thì được, chứ ăn cơm thì hơi khó nhỉ. Ăn cơm thì vẫn phải bón nữa. Ăn cơm thì phải bón nữa. Bữa nào cũng như thế. Kem kem ông chủ mua kem nha. Đúng rồi, có sữa. Có con có sữa rồi. Mút sữa được chú ạ. Chú mở sữa cho em thôi. Đây đây, sao nó trôi ấy nhỉ? Không quá chiếc quả bánh. Quả bánh mà đấy. Chú ơi. Chú biết sử dụng cái này chưa? Ra cháu cho, cháu ra cháu bảo. Trọng và. Đấy trọng hướng dẫn. Cháu ơi cái này. Em bên này nhá. Em có thể nâng cái này lên một tí không? Cho chân em ấy tập cho. Vâng. Chân nó hơi thấp. Chỉnh nó cao lên một tí. Cái này nhá. Cái này nó là phanh này. Ơ chẳng hạn xe nó chạy này là phanh lại này. Vâng. Kéo xuống bên dưới này là phanh này. Vâng. Bên này cũng thế này, bên này có một cái này. Vâng. Là phanh nhá. Còn ví dụ chẳng hạn kiểu là em không biết đi thì là mình ấn vào đây này. Ấn vào đây này, nhìn này, ấn được cái này này, rồi mình rút cái bánh nó ra. Nhưng mà bánh thì chắc không cần tháo được. Bánh thì không cần phải tháo. Đấy, chứ là nếu mà mình có cái ba
bác thợ sửa xe rồi đấy. Thì mình mượn cái cờ lên 10 về đây. Mình đẩy cho thầy lên. Đẩy cho nó cao. Rồi cho đặt chân ở đấy. Đấy đúng rồi. Thì cái này phải có cờ lên mới bắt được. Vâng. Chiều mình có cờ lên đúng không? Chiều ra ngoài kia mượn nhá, xong là vặn cái đấy cao lên. Vâng. À cái đấy vặn cao lên được đúng không? Có cờ lên vặn nhất lên. Trong nghiên cứu cái đằng sau để anh dùng cờ lê hết đây. Không cho ngồi này cho thoải mái. Anh thấy là cái đằng... Anh cất cái này đi. Chú ơi, chú cất cái này đi. Cái này để lúc nào mà ăn thì đặt lên. Chú cờ lê hết rồi. Đấy, chỉnh luôn cho em. Không có cờ lê. Nhà chú chắc không có đâu nhỉ. Ở trong xe mà như trong cái xe Exciter của em có cái cờ lê 10 sao? Không có, em cho cốp, không có cốp, sẽ có cốp đâu. Không cờ lê không vặn được đúng không? Ở đây không có chỗ sửa xe nào nhỉ? Sửa xe ở tít ngoài cơ. Và chú nhờ thôi, nhờ chú đi lấy thôi. Chỉnh lại cho nó cao lên là đặt được chân là... Cho cái ngồi vâng vâng, bọn cháu ở ngoài này một lúc đã chú ạ. Chú cứ lê nhiều quá rách hết. Đấy lê nhiều quá. Đi bằng hai đầu gối luôn mà. Ngon không? Cá để ngoài đó. Bò như thế kia thì bạc ba cái cuộn này cũng một tháng lên ra hết ba cái cuộn. Cứ bò như thế là quần mà lê bằng hai đầu gối thôi. Vâng, chú kệ con chú. Rất là cảm ơn bọn cháu. Vâng. Cảm ơn các mạnh thường quân chú ạ. Cháu chỉ là người mang đến thôi. Bọn con chỉ là cái cầu nối thôi chú ạ. Thì cầu nối để đưa những cái món quà này đến với lại gia đình thôi ạ. Thì chú nào cứ chăm sóc con này là khổ cả đời thì chú cũng biết là như nào. Vâng. Có chú Hân, cái xe đấy là chú Hân tặng. Vâng. Chú Hân cho mình. Vâng. Còn tiền cô dấu tên là Hà Nội. Vâng. Anh vâng. Đài. À anh Đài. Xin cảm ơn. Dạ vâng. Vâng. Bọn cháu rất thông minh thế này thì chú cứ hơi đâu mà tí cũng nghĩ là không sốt ruột mạnh. Mình còn cộng đồng cơ mà, mình còn xã hội cơ mà. Vâng. Mọi người biết đến thì mọi người sẽ chia sẻ. Vâng. Chú yên tâm, còn rất nhiều người giúp đỡ gia đình chú. Đúng rồi. Vâng. Thế là hôm nay chú đi làm nương ở xa không? À không, con xa từ một cái là một cái số. À. Vừa về. À, thế con dâu vừa. Thế là chị dâu chồng à? Con dâu cả. Con dâu cả của mình ấy. Vâng vâng. Chồng em đúng không? Vâng. Chung thân này, nhưng mà nhà ở trên này cũng về hỏi giúp. Giúp hỏi xem nhà một tí. Vâng vâng. Thì chắc là bọn cháu đến trao cho như thế là bọn cháu cũng hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Bọn cháu cũng tốt. Vâng. Cả đời đời bọn cháu cũng sống được lâu năm. Vâng. Vâng. Bọn cháu rất là thông minh, biết là người khổ cả đời. Dạ em chào anh ạ. Em chào anh ạ. Vâng. Anh làm ở bên này trong nhà vừa nãy anh bảo nhỉ? Anh là bên thị trấn đó. À, chưa hả? Anh ơi, báo cáo với anh là em với cả mấy anh em đây. Em chào anh ạ. Em chào anh ạ. Báo cáo với anh là anh ở bên đi. Dạ hôm nay bọn em có các mạnh thường quân giúp đỡ thì gửi cho cái xe lăn ạ. Cái xe lăn với cả cho mì tôm gạo của mình đây ạ, với cả gửi cho thêm 1 triệu nữa là để cho em khi em khuyết tật nhà mình này có cái xe lăn đi lại này, không là có mì tôm gạo để ăn này, không là có thêm cả tiền để mua thi thoảng mua đồ ăn sữa, mua đồ ăn sữa. Tôi hỏi đến mình đoàn mình tên là gì nhỉ?
Ai trưởng đoàn? Đây bạn và tên là gì nhỉ? Em tên là Phong ạ. Cái gì Phong? Em là Hoàng Cao Phong ạ. Dạ. Đoàn từ thiện Hà Giang à? Vâng, em ở Hà Giang ạ. Em từ thiện Hà Giang. Đấy, tụi này PS gì nế? Dạ. Hả? Xung mít châu. Có nhiều. À, là thế này. Đấy, ngồi này thoải mái rồi. Gì tốt rồi. Đâu rồi nhỉ? Anh Phong đâu nhỉ? Bạn đang quay không? Đang ấy rồi. Đây là một xe lăn à? Xe lăn. Một xe lăn này cái gì đấy nhỉ? Anh Thắng, anh ấy hỏi một số thông tin hôm nay mọi người. Một xe lăn này. Một xe lăn ạ, được phải một xe lăn này. Xe lăn này. Rồi, miễn là đoàn mình là được rồi. Đoàn xe lăn này, với cả được 1 triệu đồng. 1 triệu tiền mặt, 500.000 tiền bánh kẹo. 20 cân gạo, 2 thùng mì tôm. Bao nhiêu cái kem? Tiền mặt này, với cả tiền bánh kẹo đúng không? Bánh kẹo được chưa? Được, cái bánh kẹo chung được rồi. Cái gì nhỉ? Mì tôm à? Vâng, có mì tôm. Mấy thùng nhỉ? Có 2 thùng mì tôm, 2 bao gạo. Này xin số anh Lộc luôn, lần sau lên có gì gọi anh. Hai thùng mì tôm này. Dạ vâng. Hai bao gạo. Dạ vâng. Bao nhiêu kg? Gạo là 20 cân đấy anh Sơn. Dạ. Anh Sơn này. Vâng. Sợ nó trôi xuống đây. Ông ấy sử dụng chưa? Biết rồi. Biết rồi. Chú biết sử dụng rồi. Cứ nhớ cái khi nào ngồi là khóa này mà không là nó trôi. Nó dựng lại. Vâng, nó dừng lại. Nếu cần nữa thì sáng bọn em có 1,5 triệu tiền bánh kẹo cho trẻ con ở trong trường. Trường nào nhỉ? Trường này á? Trường gì ấy nhỉ? Trường bên đối diện đây này. Điểm trường á? Điểm trường ấy, trường mầm non với lại cấp 1. Mầm non, tiểu học 1, 2, 3, 4. Ngay dưới này này. Thế là cứ 1,5 triệu tiền bánh kẹo của bánh kẹo là cộng quả cái này vào định một đoàn thôi mà đúng không? Vâng, cùng một đoàn. Thì là mình sẽ là 2,5 triệu. Vâng. Đây có một gì hả? Có ăn con ăn bim bim nữa không? Tiền bánh kẹo đúng không? Đây 500.000 tiền 1,5 triệu bánh kẹo đúng không? Cái cho ngồi không thích ngồi hay là sao? Hay là khó chịu ngồi, khó chịu sẽ cho cao ngồi cao lên. À cái lưng bây giờ đẩy cái kia cao lên đấy. Đẩy được ạ. À đẩy được. Đẩy cao lên nhưng phải có ốc vít khóa hết lại rồi, không hết rồi. Có cờ lê. Cái này phải có cái cờ lê vặn chú ạ. Chú ra kéo cái này lên vặn cả hai bên nhé. Có nhà nào sửa xe máy ấy? Vâng. Sửa xe máy chúng mượn cái. Vâng. Thử. Không vặn được. Đấy ngồi như này nó thoải mái này. Đấy phải đeo nghe phải cao như này thì ngồi. Bình thường là em ấy toàn đi bằng đầu gối hay đi quỳ. Bây giờ anh cứ toàn những lúc này anh cứ như này là toàn. Cái hồi em đi chiến tranh thì sơn xe tăng các thứ lên lốp phong phong giá. Giá đâu là sao? 0973 712 712 498 98 đây. Không được không. Dạ. Nó để cho tình tiếp mấy ngày à, làm cho bạn tóc vàng của mày nó đơ luôn à? Đơ chứ. Đơ quá. Tóc đơ rồi. Thôi, vợ con phải khác đi gần đấy. Chân này không thả xuống nữa. Lên giúp cơ quan nó thì nó tiếp rồi. Ba người xuống đồi sở nhá, Yến ơi. Rồi, ok. Bọn em hay có cái chương trình ví dụ mà giữa trường học ấy, một tháng là được 3 bữa. Một bữa ăn. 3 bữa ăn. Đấy là mỗi bữa em được 20.000. Thế số còn lại là Lộc. Nhưng mà bây giờ chắc là học sinh nó nghỉ học rồi. Ừ, học sinh vừa nghỉ. Nghĩa là có một cái bọn em có cái quỹ thì có là quay chó được nhưng mà xung quanh nhà của em này, sân này bằng đất này.
đây đang đang chỉnh xe lại cho bạn được không trọng? Được, ngon rồi. Nâng cao lên một tí đấy. Anh xuống. Cao hẳn lên. Đấy, nâng cao này để chân thoải mái này. Bây giờ xong rồi, xong rồi đi xuống dưới nhỉ? Anh Hân gọi ông kia đi, không cần lấy lên đâu. Cái bạn nỏng đây. Lấy về là mình có thêm đồ để làm cho nhanh. Nhưng mà cái bên kia đang trọng chưa vặn được. Ông tí đi đâu bảo tôi nha, tôi chỉ nhớ đây chứ. Tựa tựa đi. Đấy. Thoải mái chưa? Thoải mái chưa? Được rồi. Dạy nhá. Dạy nhá. Ngồi im nhá. Đúng rồi, bây giờ đi học là bây giờ cái xe lăn thì được này, bây giờ cái xe lăn của nhà nước mình ấy thì nó lại nhiều cái xe của bệnh viện ấy. Vâng. Rất khó ngồi. À, cái xe to to đấy à? Cái gấp kìa. Cái xe gấp đấy khó ngồi lắm. Ừ. Cái này nó dễ này. Và chỉnh nó cũng dễ. Cái xe lăn của bệnh viện ấy thì cứng không mà. Đấy. Bố bảo là không có xe này đi à? Một tháng phải mấy cái quần rách này. Đấy. Quần toàn lê bằng đầu gối để đi mà. Trời mưa nó bẩn này. Được rồi em ạ. Em lấy ra đằng sau xem. Đằng sau chắc phải cho đấy cao lên một tí nhỉ. Không nó tựa này. Đây đây. Ừ. Đỡ cái khó dậy nhé. Trả tao. Đỡ lưng. Đấy. Được rồi. Rồi, con ăn nhá. Trả cái mà nếu có tên trả thịt chó rồi. Đấy, đặt. Dần dần là đặt được chân là nó sẽ dày cơ ra đấy. Nhưng mà em này bảo là có ấy thì nếu mà đi bệnh viện khắc phục là có thể đi lại được đấy. Thế mà có một trường hợp cũng bị như này xong vẫn cũng chữa được hả? Đi Việt Đức hay sao? Mình ở đây chỉ đi phục hồi chức năng thôi. À. Ở Xuyên đấy. À. Vâng. À, đi rồi, cả thua đâu. À. Dạ. Hình như nó còn cái chiếc chéo ở trên này nữa này, em này. Đấy, 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 đấy. À, đúng rồi. Đấy, em tháo cái đấy ra thì không biết đẩy rồi. Cho con ngồi thẳng lưng lên. Gần được lên ghẹ. Đấy. Ủa, chứ nó không chạy.
À, chú ơi, nãy cháu mua được của các em ấy cái này, thì tối chú mổ chú làm cho em nha. Vâng. Xin cảm ơn. Cháu vừa thấy mấy em bé bắt về mà. Thế xin cảm ơn. Chạch chạch, nó còn sống ấy. Vâng. Thả nó ra chậu ấy. Thả ra chậu xong là chiều để làm ăn. Hôm tí nó lại con ngan này nó lại dùng hết. Ông hân đầu là gì? Ông hân đó. Xíu nó thật đầu đó. Nhà nét là nhà gì ạ? Gì đấy buông cái. Bắt ruộng thấy mấy em mới bắt. Bán có 10.000 một hộp. Em ở Hà Giang rồi thôi. Còn em toàn Hà Giang hết rồi. Toàn Hà Giang mình hết rồi. Anh ngồi tí này. Anh ạ. Vâng. Xe nó nhẹ đấy mà, toàn vật liệu nhẹ, không mà bê nhẹ lắm. Chắc cũng chỉ đến thế thôi, nó hết rồi. Bây giờ cái tháo hay ra nữa thì mới đẩy được lên. Bây giờ nó cái này nó cũng kênh như này. Nó cũng kênh như này, có đâu một tí đít, hai đâu một tí đít này nữa. Cười à? Báo cáo anh đây là đồng chí Di, bí thư Di bộ. À, chào anh. Ông trưởng thôn đi lao động ở đâu? Đang ở đâu đấy? Đang ở đâu ạ? Gia Lâm. À. Ở Lâm ạ. À? Em có số anh đâu? Vừa gọi cái số 405 á. Số cuối cuối ấy. Số cuối là 405 hôm qua gọi có nghe máy đâu? Số quá. Bắt thử uống rượu mới nghe phải không? Đâu. Nhất thử chỉ chút tập. Đây phải uống rượu nghe. Thấy chú cứ cài cái đấy vào đấy để sách để viết. Bảo cho con đi học lại. Nghe xong là được đi học rồi. Ở chỉ phổ biến mà viết thôi. Dạ luôn ạ. Em bảo gì chú? Không, thằng bảo là bây giờ chưa học thì không biết viết, nhưng mà từ từ học mới biết. À đúng rồi. Bây giờ là cứ tập đẩy xe này đi, xong là tay nó khỏe. Tay khóa bao giờ à, béo? Khóa bao giờ? Để cho em mới đẩy cho. Tinh của ai nhập? Đấy, con đẩy đi thế nào? Con đẩy xe thế nào? Đấy, trôi à? Trôi đấy. Con đẩy đi nào. Ô, theo con à? Để tay em tự đẩy thế nào. Đấy. Nhưng mà thật. Đấy. Dần dần tay là ấy đấy nhá. Dần tay là phục hồi lại được chức năng. Nó được phần nào đấy chú ạ? Vâng. Đỡ bị co cơ. Đỡ hơn rồi. Đấy. Này, nhàn đi. Đấy, đẩy. Đẩy được rồi đấy. Này sang năm cho đi học đi, xong rồi người lớn đi làm lương. Vâng, đi làm lương. Cái cổ thế này cổ cả đời. Mày ông ghét rồi đi sao? Vâng. Quay ngang người ta quay ngang. Rồi cứ tự tin lên chú ạ. Em phục hồi được đến đâu là tốt đến đấy rồi. Và được rồi. Vâng. Biết là cả ở quản cháu. Vâng. Đang ở dưới rừng sở rồi. Đang nướng gà. Ôi cảm ơn ông nhé. Hôm nào anh em mình gặp lại nhau. Chào anh em nhé. Nó còn đây nhiều lâu mà anh. Cảm ơn nhé. Ok, cảm ơn anh em. Cảm ơn anh em. À, em hỏi này, trong thôn mình có cái trường hợp là ví dụ này, có những cái trường hợp đặc biệt như kiểu già neo đơn ở một mình, hoặc là có những cái người là ốm đau. Chào anh nhé. Chúc nhé. Cảm ơn chú nhé. Vâng, nhưng mà chưa được mà hết nước, nhưng mà rất là
cả ở bản sáu đấy. Vâng vâng. À, biết là đường khổ của thằng thằng con này thì thơ riêng chú nghĩ là của chú sứ ruột cả đời. Vâng vâng. Khổ cả đời thế này thì chú biết là như nào. Vâng vâng. Vâng cứ cố gắng chú ạ. Vâng. Nói chung là cố gắng cho em phục hồi đến đâu thì tốt đến đấy. Mình đã để ra thì mình xuống cung ngủ cũng không được. Chú yên tâm còn rất là nhiều người sẽ ủng hộ cho em và cho gia đình chú. Vâng vâng. Vâng vâng. Anh cứ nghĩ trong đầu lúc nào anh đi gọi anh nhé. Xin cảm ơn bạn. Xin cảm ơn bạn. Biết là cái đường khổ của chú. Đường khổ khổ cả đời thế này thì không mình phải cố gắng luôn chứ. Phải sữa siếc bánh kẹo cho từ từ nhé. Vâng vâng vâng. Vâng. Đi đi xem. Sao mình xin phép đi nhỉ? Chắc xem mình điểm cái gì nhỉ? Chắc cứ để đó thôi. Ờ, chào con nhá, chú đi đây. Cố gắng nhá. Mấy nữa chú lại qua thăm xem là chị tao à bao à. Đấy, tay đấy này. Tay là dần dần lấy được rồi đấy. Mà trẻ này chả được phân tổng môn. Bye bye thế nào? Bye bye nào. Đây là. À. Thôi cố gắng nhá, chú đi đây. Xin cảm ơn anh nhá. Sao xin, sao xin. Sao xin. Rồi cháu đi về nhá, chào bà vâng, chú nhá. Vâng, chào gia đình nhá. Vâng. Cháu xin phép bọn cháu về chú ạ. Vâng vâng. Có dịp qua đây bọn cháu sẽ quay lại thăm gia đình chú. Vâng vâng vâng. Chú đó cô chị hỏi cậu đây nhá. Có, cái này thì mua. Về nhá. Vâng vâng. Bọn cháu đi là bye 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 bye. Vâng vâng, đi cho nên về nhá. Dạ. Vậy là mình cùng bạn Phen Phen đã trao món quà chiếc xe lăn của các mạnh thường quân đến cho đến em nhỏ khuyết tật. Và bây giờ mình xin phép kết thúc video của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.